giám sát quyền cai trên thượng ngàn, quan đệ đi quản cai thông chi thiên địa vâng sai chức đại thần. Truyền văn võ đôi hàng thiên minh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn tư văn sớ dâng lên thương lại văn sớ dâng lên trình quan giám sát chép biên rõ ràng phi cho nhị tự tràng sinh.
chứ vị các quan không sai, chứ vị các quan áp táo bản đèn áp cũng đông nhân chữ rằng thành dáng ngư ân. Tôi đệ tử con cắt tóc làm tôi cúi đầu xin nguyện cả một đời thành tâm ba môi mùng một hôm rằm, lau sạch bụi trần khăn tiên, lau sạch bụi trần thanh cao rồi lại được mười phần thanh cao. Bảo kinh khai quang dòng nhan thập cơ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung giảng kim phụ hoàng thần cận thanh chủ tiên trung vương. Ba sáu rẻ xương quạt ngà, ba sáu rẻ xương quan về mở quạt lại thương tới động quạt cho mát dạ hạ tâm, lại nở ra dòng chứng dòng, lại nở ra dòng hạt thông lại lầy trồi thông dươm già ban cho có áo có tiền. Ngày tốt tháng lành hôm nay, ngày tốt tháng lành khơi hồ mở phủ bước ra trình đồng, nước này là nước sông ngân. Máu tốt tươi cây trong cây, máu tốt tươi cây mở hoa sắc sỡ đảm đang nhiều về gia đình sung túc tuy nghi. Phê bốn chữ vàng tay ông, phê bốn chữ vàng chữ đen ông bỏ, chữ đỏ ông phê phê cho những tự tràng sinh. Bán nốt bán đai quan về, bán nốt bán đai, bán đai đệ nhị cho thân thanh đồng từ đây yên vị chính hùng. Yên vị chính ngôi từ đây yên vị chính ngôi, yên căn yên số cả cuộc đời vinh hoa chữ rằng phúc đặng hà xa. Hà bút phê sai cảm phiên chư tướng, đào nai đổ chỉ tả sai binh bộ binh tùy. Binh bộ binh tùy tả sai binh bộ binh tùy, thiên binh vạn mã kéo đi ầm ầm cờ hồng trấn giữ năm phương. Phê
bốn chữ vàng tay ông phê bốn chữ vàng chữ đen đông bỏ chữ đỏ ông phê về cho những tự tràng sinh. Trước lầu
phen ra tiếp hầu lưu quý. Bạn cờ tiên đâu chỉ một hai, có phen thắng cảnh đua tài. Cờ tiên một đầu thơ bài mấy trăm cờ tiên giám vi rượu lưu ly tửu thí coi chi ngắm xem hoa cúc hoa quỳ hoa lan hoa huệ tứ kỳ bách bách hoa thành ra hồi cùng thái tử đệ tam tôn thần quan thái tử đệ tam diện mạo dòng nhan khác thường. Chính sang biên danh ngân đi lại làng nghi anh vầng hồng soi già ý tòa nam mình tích tích xưa thủy quốc động động đình đệ tam thái tử giáng sinh ý đèn dòng ý triệt nhang tâm thanh tâu một triệt nhang tâu về thoại phù các ban các tòa tiên linh chôn nó diêm la tâu về bát hải
vua cha ông định hôn dòng sinh dưới thủy cung. Sớ nay tấu lên thiên đình, tấu xuống thủy phủ, ba tòa long cung tay ông cầm bút chép biên. Chư vị các quan khâm sai, chư vị các quan áp đá bản đền, áp phủ đông nhân chữ rằng thanh giáng lưu ân. Làm tôi tử con cắt tóc làm tôi cúi đầu xin nguyện cả một đời thành tâm ba mươi mùng một hôm rằm. Lau sạch bụi trần khăn tiên, lau sạch bụi trần thanh cao rồi lại được người phần thanh cao. Bảo kinh khai cuồng dòng nhan thấp cơ diệu quang minh chiều từ chỗ ngã tích tăng cùng giảng kim phục hoàng thân vận thành chùa tiên chứng hương. Ba sáu rẻ xương quạt ngà, ba sáu rẻ xương quan về mở quạt lại thương tới đồng quạt cho mát dạ hạ tâm. Lại nở ra dòng trứng rồng, lại nở ra dòng ngàn thông, lại đẩy trồi thông dược già bốn phương phẳng lạc can qua. Ngày tốt tháng lành hôm nay, ngày tốt tháng lành khơi hồ mở phủ, bước ra trình đồng nước này là nước sông ngân. Máu tốt tươi cây trong cây, máu tốt tươi cây mở hoa sắc sỡ đảm đang nhiều về gia đình sung túc uy nghi. Chữ vàng tay ông phê bốn chữ vàng, chữ đen ông đỏ, chữ đỏ ông phê phê cho nhị tự tràng sinh. Cửa nhà phu quý khang linh thọ trường phi cho phúc vẹn đôi đường. Bán lộc tiếp tài ở trên, bán lộc tiếp tài cấp lương cấp thực cho độc để đa ban cho phu quý vĩnh hoa. Bán nốt bán đai, bán đai tam phủ cho tâm thanh đồng từ đây ghế được yên ngồi. Yên căn yên số cả cuộc đời vinh hoa chữ giang phúc đặc hà xa.
văn thân cầm tu võ quan lớn tổng lược thao. Hạ bút phê sai chiên nhang, hạ bút phê sai cảm phiền chư tướng đào lại độ chỉ tả sai binh bộ binh tùy. Sơn Lâm Sơn Trang nhỉ, để chính cường ta chính cùng ta tương tự nhé, nhất thiết chí thành nhất tâm chí tính cái ghế võ hoàng ngày hôm nay, cụ thiết long chu thượng mã để cậy quan thành trần nhé, bắc ghế ta ngồi bắc ngồi ta ngự ta sàng tài đánh tiếng cho người trần gian nhỉ, thế mà ta cung phủ cho quốc thái sơn nam phong điều phú thuận, cho cái bản đèn bảo linh được đâm con nhang bát nhàn này nhé, thế mà ta chứng cho pháp sư nhỉ. Trả lời kêu tiếng khấn, lời khấn tiếng động mặt lạc rõ ràng ông đồng nhỉ? Ta cho cung văn nhỉ? Chính cho cung văn chí bí vòn vòn tay quỷ tay quế nâng khẳng sử cúi thước ra bóng tiên thánh nhỉ? Thế mà ta chứng cho bách gia trăm họ ngày hôm nay đóng vẻ tập phúc nhỉ? Để cho già thì được đẻ trả được bình an nhằn xanh họ nhỉ? Để phú quý vinh hoa nhỉ? Lập sơn lâm sơn trang để lập cửa phải ta như nước chảy nhỉ? Thế mà trận đất Hải Phòng được đi đến nơi được về đến chốn và cung phủ cho nhân trường mệnh vị thân cùng kháng kiện nhé, để thế mà ta cung phủ cho đồng gia dương quân kiến đặng cái họ hoàng trên bảo dưới nhà trên đè dưới sở nhé, thế mà nước chảy một dòng thuyền xuôi một bến các chư gia chư nhân nhé được chữ phúc chữ lộc chữ thọ nhé. Mm-hmm.
vương xuống biển lạnh lạnh giang từ quý điện tòa xanh la đền thờ quan tam tí kiệu vàng long long môn hộ phục thành bàn hay con ghi trình giang biên
trình giang biên dành ngân lai lang anh vầng hồng soi dạng đất Nam Minh tích tích dưa thoại quốc đồng đình đệ tam thái tử giáng sinh ngôi đệ sống thành ra hồi cùng tiệc bàn loan thỉnh mời quan đệ tử một con trời giá ngự tiền cùng đồng về trên mặt các quan tả cơ đội lương ban đạo đàn anh truyền văn vọng đôi hàng thiên minh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội bạn văn sử dâng lên tương lai văn sử dâng lên trình quan đệ tử chép biên rõ ràng phê cho đệ tử tràng sinh áp đáo bản đèn áp phủ đồng nhân chứ rằng thành giáng lưu ân
tóc làm tôi cúi đầu xin nguyện cả một đời thành tâm ba mươi mùng một hôm rằm. Khăn liễu khăn hoa khăn này khăn liễu khăn hoa xóa cho đệ tử sạch không lầu lầu từ đây ghé được yên ngồi. Bảo kinh khai cuồng dòng nhan đập cơ diệu quang minh chiêu từ trung nga tịnh tăng cung giảng kim phụ hoàng thân cận thanh chùa tiên chứng vương. Ba sáu rẻ xương quan hà ba sáu rẻ xương quan về mở quan lại thương tưới đồng quạt cho hoa dạ hạ tâm lại nở ra dòng trứng rong lại nở ra dòng hạt thông lại lẩy trồi thông dươm ra bốn phương phẳng lăng can qua. Ngày tốt tháng lành hôm nay ngày tốt tháng lành ngờ khơi hồ mở phù bước bước ra trình đồng nước này là nước sông ngân máu tốt tươi cây trong cây máu tốt tươi cây nở hoa sắc sỡ đảm đang nhiều để gia đình sung túc uy nghi. Lấy ở thiên đình sổ này lấy ở thiên đình ghi tên đệ tử vào sổ hôm nay sổ vàng sổ bạc cầm tay phê bốn chữ vàng tay ông phê bốn chữ vàng chữ đen đông đỏ chữ đỏ ông phê phê cho đệ tử tràn sinh bán nốt bán đai quan phê bán nốt bán đai bán đai tư phủ cho tân thanh đồng từ đây ghế được yên ngồi yên căn yên số cả cuộc người vinh hoa chữ rằng phúc đặc lượng ơi chữ dục là gì chữ bị là muôn chữ tùy là theo con đây đã dốc lòng theo khăn áo thở than cho thân đồng được khăn áo thở than vong lòng tín chủ đèn nhang phụ thờ lương ơi chữ dục là gì chữ dục là gì lượng ơi chữ dục là gì chữ bị là muôn chữ tùy là theo con đây đã dốc lòng dốc lòng theo con đây đã dốc lòng theo trên theo Phật thanh dưới phải theo đồng thầy một lòng chẳng dám đứng được sai thường linh thọ trường linh
cho phúc mẹ tôi được. Bên cả tôi đường về cho mẹ cả đôi đường mùa xuân cầu lộc thu sang cầu tài hạ về tổng anh trừ tài. Thank you.
đội vạn cơ lệnh truyền lên đội vạn cơ. Quan tuần bây giờ chặt dáng anh linh trước là bảo hộ gia đình. Sau ra thu trong hết tà tình phen này ra uy trần thế biết tay. Trần thế biết tay ra uy trần thế biết tay ngự lên đông tử cứu dậy nhân gian cứu đâu ở đó thời an. Vạn sơ dâng lên tượng lại vạn sơ dâng lên quan tuần tô lối chép biên rõ ràng phi cho nhị tử tràng sinh. Cửa nhà phú quý khang linh thọ trường phi cho mẹ cả đôi được. Còn subscribe
trên ngàn gió quân rung rung cây dưới khe ca lặn lặn chim bay về ngàn đêm canh khuya nguyệt lặn lặn sao Sơn tinh tinh cầm thú
hồ lang về sâu quyền sâu cay tam cõi ngàn sâu hi hi hi. Về an thành tươi cầu độ cho đề
đêm đêm đốt đuốc đi rừng nghe vang tiếng cu chim tu rừng gọi nhau đuốc ngày sáng tỏ trên non trời một màu xuân sắc tốt tươi rực rỡ mình nghe trên ngàn mùa đang khai hoa cùng vào là đất về ra là trời cùng vào là đất xinh đấy người kinh bên tiếng người sáng dịu.
đông cuồng châu ngự chính ngôi. Dưới suối trên đồi ai kẻ dám đang quyền châu ba cai bảo lạc đất Hà Giang đi. Sông Hoa là nơi quê nhà Thanh Gia hồi cung. Về ngã chín tư Bắc Giang, về ngã chín tư Lục Cung Hiển Thanh, đền thờ Trang Nghiêm Thanh Gia hồi cung. Châu Bảy Kim Giao cung thỉnh mời, Châu Bảy Kim Giao đêm đêm còn mắc vóng đào Châu Hoa xa hồi cung. Đại tướng mắt ngàn dâng văn, đại tướng bát ngàn thánh xa hồi cung. Cứu tình băng xa mũi đèn thờ thánh xa hồi cung. Đông bỏ chi lăng châu mười, đông bỏ chi lăng châu mười, nữ tướng cứu dân tiền thánh xa hồi cung. Bắc lệ bao xa có Bắc lệ bao xa ai đi chút bài, phải qua đèn đèn trên thông reo dưới thời vườn hót trầu dày chim rừng ca hót đêm thâu cả ghế bạc thank you.
chim oanh đêm dịu dít bên lầu phượng hoàng tung cánh bay về châu đông tiên vượt trên non vững con buồn thì tu sơn trang đẹp cảnh tự nhiên chơi một bầu gió ngó mà rừng cổ đầu măng măng tươi cơm làm rau sắn củ mai
bình bình hương xuôi lượn lượn quanh đồi khi chơi gành quýt lúc lúc sang mong rằng có thương giao cảnh cao bằng mắt mắt tai tỉnh hà đồi đồi bao la trời lại trong suối rút chờ bờ chân núi mấy tầng cao thấp thấp cây chen cây tràn ngập màu lam ngồi đèn thờ sâu bé trên ngàn ni
đem về rừng mẫu hoa ai đường nở trước mùa xuân, bông quỳnh hoa đua lở xa gần, phù dung nhiều điều hoa bông đơn non ngàn, hoa cẩm chương xa bi đua nở, bông mận đào lở rộ phố trường đi à. Sang khăn xẻ bóng cho yên căn nặng số hiền sổ thiên đời nhớ chi thế mà ta lận nhận ghế chầu ta nhận lính chầu ô thế mà ta ban lộc ban tải ban ngân ban xuyến từ nay giờ đi cho chín kỳ giờ lại thật tâm thật tính thật lính thật đồng ô thế mà trên treo độc thánh phật thánh dưới treo đồng thầy ô lâu phương
hoàng tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng